Còn cái này tại mình turn on sợ nó hao pin lắm. Còn mấy cái đèn strobe light á, ở nhà mình chụp á, thì mình turn on cái monitoring light. Cái monitoring light có nghĩa là nó làm công dụng của nó là cái gì? Là nó chiếu ánh sáng xuống. Quý vị thấy làm sao? Chút nữa quý vị chụp nó sẽ ra như vậy. Có monitoring light luôn. Chỉ có monitoring light nó yếu hơn là cái strobe light thiệt của mình thôi. Sợ nó yếu quá. Nó phải mở mạnh. Có lắm. Nhưng mà tại vì cái monitoring light này nó yếu. Ừ, chứ cái monitoring light nó phải mở mạnh lắm. Nó mạnh á thì quý vị mới thấy được là cái monitoring light này. Nó cái đèn mình nó chiếu liên tiếp luôn đó sao? Cái monitoring light của nó. Không, trong này nó có, nó gọi cái monitoring light, tức là nó là một cái đèn mẫu. Nó chỉ chiếu ra cái ánh sáng nhưng mà nó chiếu cũng khá mạnh. Mạnh hơn, mạnh cũng không bằng cái đèn chính của nó đâu. Nhưng mà đại khái là mình sẽ thấy sáng rực lên để mình thấy cái đường ánh sáng và cái ánh sáng mình nó sẽ ra làm sao khi mà mình chụp ra cái hình như vậy, mình thấy cái sao đồ, thấy cái gì mình thấy hết á. Yeah. Like, trước khi mình chụp trong khi mình chụp mình vẫn để monitoring light on. Thứ nhất là cái monitoring light nó lợi, cái nữa là ban, thứ nhất mà chụp muốn cho đẹp là chụp ban đêm thì có monitoring light á, thì mình mới thấy đường mà mình focus. Còn cái monitoring light nó không on, không thể nào focus được, nó tối thui nào focus. Bây giờ chúng ta sẽ set up một cái đèn nó gọi là Beauty Shark. Ok. Tùy em muốn chụp cái gì. Anh chụp mà cái hình của anh nó soft hay là cái gì, nó hash hay là anh chụp. Chứ cầm dùm cái chân bên kia qua đây. Bỏ cái chân vô qua. Ờ, cái chân trắng qua. Sao nãy anh đang nói là cái setup là 45 độ mà hai bên đó anh đang nhau. Là cái cho cái đèn phải không? Mà mình chụp là mình vẫn đứng chính giữa chứ. Mình đứng giữa. Rồi, ok. Cái chân này nó chắc lắm. Nó lấy tiền của ta phải chắc. Quá con, không có cái này không làm được gì. À, lấy giùm mấy sân bát cho chắc ăn luôn. Cho xin một cái sân bát. Nhưng mà cái này nó rồi, ok. Chia sẻ với các bạn, đây là một cái setup mà chúng ta hầu như cũng rất chụp rất nhiều. Lý do là phải đổi qua cái chân này là tại vì nãy các bạn thấy cái đèn này mà để lên cái chân kia là nó mình không có đứng chụp được, đúng không? Có cái này nó quay về mình mới chụp, mới chụp tới không, người đứng này mình chụp tới rồi. Cái tên để thêm cái highlighter, cái chân tròn, cái highlighter từ. Coi chừng ngã cái tivi nha. Okay. Ánh sáng sẽ xuống mặt của chị, ok. Nó sẽ đánh vô cái reflector này, cái reflector này sẽ hắt lên trong con mắt chị. Sẽ có hai đèn, một cái đèn là từ cái đèn này màu tròn, cái đèn này dưới lên cũng màu tròn. Thì bây giờ mình chụp cái này trước đi, lát nữa Peter sẽ lấy cái highlighter thì cái đèn ở dưới highlighter nó sẽ màu cong. Ok rồi, giờ ông làm đi, ông xét đi, ông xét đi xuống tí, nó cong xuống tí đó. Rồi bây giờ anh Daniel lấy máy ra, anh Daniel chụp đi, có người nào phụ tay giữ. Rồi bây giờ anh Daniel chụp đi, tôi cầm này cho. Rồi anh đem lên lấy máy chụp đi. Xin mời chị đứng lên tí. Xin mời chị ra đây tí. Tí nữa. Rồi ngồi. Cầm. Lý do là tại mình giúp Peter muốn. Rồi đó, ok. Rồi. Rồi anh lên vô chụp đi. Ok. Nhìn thẳng nha. Rồi, cho các bạn coi đi. Quá đẹp. Con mắt. Không, hình beauty light nó rất đẹp. Vẫn 7.1 rồi phía trên. Dạ. Vô chụp tấm đi. Vô chụp tấm đi. Cái máy vô đang ra đi. Giống y chang nãy, bây giờ là 7.1. Không thay đổi gì hết, tại vì nãy giờ mình không thay đổi gì hết. 7.1 200. Dạ, không có đổi gì hết. Bây giờ vô coi, bây giờ vô zoom con mắt đi. Zoom con mắt đi. Chị lát nữa chị nhớ mở mắt nha. Rồi, con mắt có thấy cái vòng, có thấy cái đèn không? Nếu mà chúng ta không thấy cái đèn á, nếu mà chúng ta không thấy cái đèn ở trên, thật sự cái đèn ở trên này á, nó hơi cao.
thì á chúng ta làm cái gì? Cho nó xuống chỗ tí xíu rồi, đúng không? Đúng không? Mình vậy thôi. Rồi ở dưới các bạn có thấy cái reflector không? Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở dưới nhưng mà điều cái này nhé, nó phải vô giữa nó đẹp hơn. Giờ điều chỉnh lại. Đúng rồi. Không, reflector nằm đúng rồi. Rồi giờ chụp đi cái đèn giờ là đẹp đó. Chụp đi. Nhìn thẳng ra, nhìn thẳng ra. Nhìn vô máy hình. Nhìn vô máy hình mở mắt lên chút để cho mình thấy. Sáng quá. Sáng quá. Tại sao vô máy chỉnh? Đâu chỉnh vô. Không, không có. Đèn làm lại. Cho nó xuống. À, thay đổi cái dạng siết khẩu lại F6. Thì đó, F6 đâu đóng lại chứ. Đóng lại đó, siết xuống. À, ok. Đó. Đó. Chị hơi chị đừng có hí mắt, chị hí mắt không thấy được, không thấy. Okay. Chị đẹp hơn rồi đó. Đó, nhưng mà tại vì chị hí mắt rồi mình muốn thấy cái bóng. Đó, ok. Bây giờ như vậy, chị làm lại tấm đi. Cái cầm chị nhả xuống. Rồi mở mắt lớn lên. Chị đừng ngước cái cầu, chị đừng đó rồi ngước mắt lên nhìn vô máy đó như vậy đó nha, đừng đưa cái cầm lên rồi chụp đi. Ok, ha mở mắt sáng chút xíu nhìn vô máy. 1, 2, 3 không lên lắm. Không không đi ra thử đi, vô thử đi đó, rồi vô vô đi. Cái máy quay anh còn quay không? Còn. Châu vô bấm đi. Thấp cái cần xuống đi, ok. Cũng ngoài xài quá hết pin luôn. Rồi, làm lại. Ok. 1, 2, 3. Mở mắt ta. 1, 2, 3. Rồi, cho các bạn coi hình. Ủa, đi. Sao không có lên đèn? Không lên đèn. Hay là hai phụ phụ chứ nó còn có đèn không có? Có nè, mấy người này vẫn chụp mà. Ủa, cậu thấy quá. Ok, làm lại. 1, 2, 3. Rồi, lên đó. Lên mà hơi tối. Ánh sáng không để sao đó. Bỏ tay, làm lại. Không có độ thay gì hết mà. Rồi, lên rồi đó. Vẫn tối quá. Tôi thấy tối lắm. Mở khẩu ra, ông đang khẩu mấy vậy? Còn đó vấn đề, nãy giờ không có đổi thay, vẫn 7.1 mà. Ông để manual, đừng có để TTL. Thì tôi đặt manual không á. Nè, hình của Yura nè. Là bên đó bao nhiêu? Vẫn 7.1 không? Không, 8. Rồi, nhờ lại. Rồi, đúng rồi. Nhìn là biết rồi đó. Rồi. Vẫn hơi tối. Hơi tối, ông mở ra nữa đi, 5-6 đi. Tại vì tôi muốn cho mọi người thấy cái catch light. Để anh ấy chụp cái đó. Rồi, vô đi. Mở ra một khẩu. Rồi. Rồi. Đó, ánh sáng. Đó, rồi, ok. Nè, bây giờ các bạn tới gần coi nè. Cái đèn màu tròn á, vì hạ xuống á, nó vô mắt đúng không? Ở dưới nó có cái lên đúng không? Hai catch light đúng không? Cái background màu gì? Đang hơi đen nhưng mà hơi xanh. Hơi xanh. Không sao. Rồi nên mẫu lần. Từ rồi. Rồi. Bây giờ cái background hơi xanh đúng không? Thì á mình một là mình mua cái background đậm hơn, hai là cái gì hồi nãy mình làm rồi đó. Rồi ra. Không. Nhanh suy nghĩ, làm gì? Không. Mua đèn. Mày mẫu hả? Không. Cái đèn này nó đang đánh vô backlight. Thiêu cái đèn thôi. Khoan. Đó, thấy chưa? Rồi, vô chụp đi, lấy cái máy vô chụp đi. Tôi đang muốn cho mọi người hiểu về cái ánh sáng. Rồi, coi cái hình này. Okay, cái máy vô cứ thay đổi quay á. Ờ đúng, ở dưới máy hết. Giờ phải lên 7.1. Không sáng được, cái máy vô này sáng hơn nãy rồi. 7.1 thì tại vì cắt thiêu cái đèn nó bị. Không, giờ siết lại. Ok, không sao. Giờ 1 second để. Không lắm. Ok. Không. Ông vẫn sáng quá, ông siết lại, ông siết khẩu lại. Bây giờ ông đang mấy vậy? Đó, 7.1 giờ lên 8 á. 8.5 cho tôi. Chỉnh luôn. Rồi, chỉnh đi. Đó, ok, đen rồi. Thấy chưa?
Mình không có nhúc nhích mẫu, mình không nhúc nhích background. Đúng rồi, được. Nhưng mà mình thiêu cái này. Bây giờ muốn đen nữa không? Đen nữa xịt cho cái đen mình đen thôi. Đâu, con mắt đâu, con mắt đâu. Đó, đẹp đó. Ok. Đợi chút. Giờ muốn dài gì? Dài toàn bộ luôn rồi. Khoan, rồi, ai muốn thử đi, cô vô thử đi. Cô kêu bữa hả? Yeah. Rồi, hồi nãy mình có cái bát, mình có cái reflector tròn. Bây giờ mình chơi cái reflector này. Không, giờ đổi đi. Bỏ cái rác qua bên. Rồi, đây vô. Dạ. Rồi. Quý vị nói gì thì lại nha, 5 phút là nhờ bài dọc rồi đó. Rồi, tôi cũng phải đóng cửa đó. Dạ yeah. Ai muốn tập gì thì cứ tập nha, tôi phải đi về đó. Rồi, 1, 2, 3. Đó, bây giờ các bạn nhìn con mắt của chị là các bạn cũng đã thấy nó có cái reflector cong rồi. Có cái hình reflector cong. Cái mắt cong, nó cong đúng rồi. Ồ, vậy hả? Nó cong. Như trăng lưỡi liềm. Như trăng lưỡi liềm. Rồi, cái khác là cái khác. Rồi, muốn thử đi, thử đi nha. Em đánh qua đây. Yeah, tên kêu. Đứng giữa chứ. Đứng giữa, đừng đứng cái gì không? Đứng giữa, đứng giữa. Rồi. Xa xa qua chứ. Được chưa? Ờ, tay đẹp rồi. Mở chín chưa? Có thể chín đó. Nó sáng quá không? Chụp cái lại thôi. Để một người chụp lại. Rồi cô ra chụp đi. Cái máy của em còn quay. Dạ còn. Mấy chục phút rồi. Không mấy phút. Không thấy. Không thấy nó để phút mà. Giờ nó ngừng rồi. Sao không sao. Ok, 2 phút nó ngừng nha. Nó còn quay mà, nhưng mà rồi, ok, thôi không sao, giờ được rồi. Tới giờ hết. Tới giờ. Cái gì chụp cái nghề cũng đã xíu cũng ráng rồi. Dù chụp đi. Có được rồi nha. Để cho có mấy. Khi các bạn về các bạn coi lại hình á, các bạn sẽ hiểu những cái mình làm ngày hôm nay và mình ôn lại trong đầu mình những cái mình đơn giản nãy giờ mình không có làm gì khó đó. Nãy giờ mình chỉ mua đèn thôi. Không exactly. Mà hôm nay mình mới làm một đèn à. Tuần sau á, nếu mà rảnh á, mình trở lại đây mình sẽ làm 2 đèn, 3 đèn. Ok. Và tuần sau á, Peter sẽ lấy máy, Peter làm. Tuần sau Peter lấy máy. Bấm thử ngoài trước coi nó có nháy đèn không. Ok, thank you Peter. No problem, have fun. Rồi, chúng ta cho anh Đan Nhu một tràng pháo tay đi. Thank you. Hi, come on, no problem.